Giờ
không ta? Sắc chấn rồi, giặt hết. Ok, okay. Giờ giờ đợi bây giờ gấp mấy tôm bỏ lên. Wow. Bỏ cho giặt dễ, bỏ xét nhét xét rồi. Trong hơi bị đặc biệt, không biết ngon cỡ nào mà thấy hơi hay. Bầu để bầu ở nhà trồng mùa hè bước vô mà chưa có cơ hội ăn. Đâu còn bỏ xẻ đâu đây không? Thôi là không làm gì, thôi là. Ờ thôi khỏi, để chút xíu nó thế này nó làm nước chấm được. Ok. Còn nữa. Sao? Ok. Đẩy nắp lại ra. Hôm bữa mi wow. Đi làm về cái bắt đầu về đi trúng rồi, nó làm mọi trúng chữ không bưng bỏ trong đây. Bữa mi biết mi trúng chữ rồi. Oh, đẹp quá hả? Hấp được nó ra. Cái này hả? Wow. Hấp chưa thì chưa hấp rồi phải không? Hấp luôn. Hấp luôn giống thế. Ok. Đổ rồi. Để riu riu thôi đúng không? Bản cuối cùng bà gì mới nói yêu cầu hát không được. Em không biết là em hát bản gì luôn. Wow, phê quá. Tôm nướng muối ớt nha, tôm hấp bầu. Tôm nướng muối ớt, tôm hấp bầu. Còn này làm gì chút xíu nữa. Nướng luôn, mấy con người nướng thì nướng này chấm muối tiêu chanh đi. Muối tiêu chanh để ngồi ăn cái kia. Cái trong hấp bầu đó qua phải chấm đi. Cái đó chúng nguyên nó đem ông qua nguyên ông qua kêu nó sẽ, làm nước chấm nó nước tiêu chanh của nó. Mà cô có quay livestream vô mà bà đó yêu cầu ca sĩ phải mở mắt hát không được chấm mắt nguyên nó chanh. Xong mãi người cô xong mãi người châu xì xong rồi. Anh hát mà chứ. Cải xanh ở nhà trồng cuối mùa nè thấy đã không? Châu xì vô hát mà cái lúc vô lên dọc con mắt vô nó không có bỏ ra. Không nhớ luôn. Phải không nhớ luôn hả? Không nhớ là mình hát cái gì nữa. Rồi nó đưa tới mình hát cái gì. Rồi thêm một món nữa, thêm một món lòng chim cút hả? Sao? Lòng chim cút hả? Ừ. Như cái chim cút nướng nữa vậy hả? Chị hát ăn hết đấy. Được rồi. Bởi vì mới cười, bởi live stream mà mày nói cô live stream cho gì nó không mắt, mở mắt được cái live stream vậy. Có vấn đề là lát ăn chấm đi chấm. Ừ. Thì phải ngủ rồi, mắt có mở đâu mà không ngủ. Coi nè. Anh mày thét ảnh mà anh không trả lời không? Nóng, bởi vì phải làm cho lẹ mới được. Còn nóng hả? Bởi vô đây. Wow. Muốn mới, muốn mới. Đi vậy, đi vậy, đi vậy. Quá dữ luôn. Bắt đầu nè. Cười, cười. Không biết hát cái gì luôn, hỏi luôn, không được. Chết mẹ. Bạn hay. Biết món gì lạ dữ vậy ta? Adu. Chít qua đây để dĩa ấy, để dĩa lòng ăn trước.
Trái này trái gì? Tế bầu á, tế bầu mùa hè ở nhà trồng á. Gì đó. Trời. Vậy nha. Phải... để luôn cái cuốn. Nô tại vì cái son á nó cao quá. À, không ấy được, đúng không? Cái son nó cao quá không có ấy được. Tôm hấp bầu rồi, tôm nướng muối ớt nữa. Ồ cái sò kia chúng chắc chút xíu nữa ăn hết rồi mình bỏ vô trong sò nhỏ em, khỏi nướng đi. Nướng nước phải không? Sợ nước không? Vô con. Tôm nướng muối nè, bóc. Em chuẩn bỏ xuống rồi. Rồi, dĩa kia rượu 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 dĩa mồi cái đâu rồi ôi bỏ hâm trong ra không dính á bà tiền kia hâm cho mâm chưa nãy giờ bà tiền mới nấu rồi Ủa, như đúng rồi luôn. Coi sò bỏ bên hông á, bỏ bên hông. Mở nắp luôn hả? Ok. Gấp ra quốc thôi, gấp từ từ tới đâu quốc tới đó đây. Cái này là bây giờ tôm sò hấp bầu nhé. Rồi món lòng bồ câu nữa nè. Nó là chim cút đi bên. Dễ quá nè. Ồ, thưởng thức nó được ra sao? Cô nói bữa nay đừng nói tiếng chữ chữ strong. Châu xì, châu xì bị gió rồi. Châu xì nó ra gió nó bị giờ nghe ngửi nó mua là lấy say rồi đó. Xong rồi nó lên nó giống bà tiện nổi xuống rồi nó sợ rồi. Cái này để xịt ra đây sau đó để này chấm nè. Cái gì chấm lên. Tốt tới không? Để được. Để chấm được. Chấm được, đó được. Ok, tôi sẽ thử miếng tôm hấp bầu thử ra sao. Thử thơm mùi lạc rồi vậy. Cô thử cái bay mùi bầu. Cô gấp miếng coi. Nó có lạ lạ gì á. Sò dưới con, sò dưới nữa. Sò nữa. Đã gì ta trời ơi đã quá. Không không khác gì tôm luộc. Gì vậy? Trời ơi. Rồi đã quá nè, thấy chưa? Thấy chưa mọi người? Đã quá trời luôn. Từ đây, gấp thứ coi. Chị tiền phân coi. Tôm này giống tôm miền Tây không? Miền Tây Gia Lai không ạ? Nhiều chín tẻ luôn á. Nhiều chín hả? Rồi đi ăn miếng con nghêu coi. Nghêu. Gấp nghêu rồi chín nè. Thử mâm. Trời ăn ngon lắm. Được không con? Nó còn sống. Nó có bay mùi bầu rồi biết rồi vậy không? Không. Nó bay mùi bầu kìa. Cái này bầu ra nước vô nó đã. Rồi đưa xì cậy giùm con nè. Nè, cậy luôn nè đi. Thánh bầu đó. Chắc tùy theo loại. Loại gì đây mà theo mình biết rồi. Ngọt nhé. Ngọt đó chứ. Tại cái nước nó thấm vô đó. Ngọt đó. Vô. Rồi bạn mới. Ăn thử tôm mâm. Ăn nêu xong rồi có hút miếng nước bi vô cái nó ngọt lịch rồi. Trong xì có đem qua có mớ cải xanh không mà cũng thành công việc. Cá ăn tươi nó chửi. Ăn cá còn sống nó ra. Bắt lên cắt ra luôn. Được không? Các bạn. Wow, có vi trùng đó. Vi trùng đó. Ồ, nó hấp dẫn quá chứ. Nó hở hang đó nè. Con này hấp cũng lâu rồi mà. Tôm nướng cũng quýt luôn hả? Tôm nướng phượng phân luôn. Mặn mè hả? Mời các bạn tôm hấp bầu cái.
uống bia đá. Ừ. Ăn cái lòng nó ngon. Ăn luôn vỏ luôn. Nhớ tôm đất nướng xiên của quán Bờ Kè. Giống như nướng xiên cái này cũng tôm đất nè chứ không. Tôm đất hết. Trên bạc đó. Bạc hết. Mà nó đưa mình ăn ngon. Tươi ngon ngọt. Giống như tiền cho tiền ăn tôm đá. Tôm sú cũng được. Ừ, hôm giờ ăn thịt không mà quải quá. Thế cô, ăn cô. Xoa trong đây dưỡng nè. Xuống là thêm thay gờ đúng không? Nướng trâu. Tôm sọc quá, Việt Nam tươi không nói. Cái tôm sọc ở đây á, tà mà chắc thuốc không à, đừng bao giờ ăn. Nướng tròn Louisiana hả? Everyday là... Hồi xưa anh cùng chuyên ngôn đòi cái đó, có bữa con đi cắm trại á. Mà nào mà chỉ nhập về vậy? Cô biết không, thì đông đá hôm nay nhập qua, đi cắm trại á, xong cái con làm ra. Cái nấu bánh canh á, xong hai con lọt ở trong cái tinh á. Trong đống cái chén dơ đó, đi hoài. Bữa cái video ở bên nhà trong xì á, rờ sao xóa mẹ đó. Mới bữa này à. Tôm Tiger mà nó frozen á, của Việt Nam. Ồ, bữa mà có nước này là mình có xây bà tròn. Ồ, nước này ngon luôn, tại vì tôm với nước sò với nó trộn với nước bầu á. Bây giờ thử lại ca. Yeah. Rồi mình nhớ sợ nhớ là chuyện xưa. Ồ, con nước nè. Rồi con nước nè. Phải nghỉ thời gian rồi. Nghỉ nước này ngọt mắt thêm bông luôn nè. Nước này độ ok luôn á. Lấy nhiều bỏ chén húp rồi xem. Lấy cái muỗng kia. Rồi húp từ từ. Húp quá. Ừ. Nóng em á. Là nó cứ cơ quá. Lấy muỗng giá hả? Ừ, lấy giá dễ múc hơn này khó múc á. Ăn hết đây dễ múc. Ừ. Very good. Ồ, nước cũng bia ngon. Vô. Như cái này có hai cái loại clam hả? Con đi mua rồi đó. Mấy cái buồng xong hết rồi con đâu còn làm ngoài nữa hả? Có con. Ủa các bạn thấy không? Hấp bầu cũng ác, ăn cũng lẹ quá nha. Lần sau làm nữa. Con thử trái bầu. Nhắm thì dễ thì phải hai cái. Còn trái kìa? Mà nó nhỏ. Nhắm thì dễ này cái gì mà không thế. Vô con. Con bữa nay uống bia thấy ngon hơn mà chưa? Ngon hơn nhé, làm mỡ đó uống bia nó ngọt biết hả con? Nhóm này là nhóm thư giãn thì nhóm sung dữ. Nhóm này giống than dữ. Nhóm này than dữ thật. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ nhật. Không, chị ấy tiền nhớ không? Chị tiền nhớ không? Thường thường vô mùa đông là vậy á. Tại mùa đông đâu có chuyện gì làm đâu. Chứ thấy mùa hè không? Có mà khi anh nhậu mà đi câu miết hả? Tại đi sao? Em ở chung resort lại máy la thì rượu bia thẻ ra cho uống. Mỗi người tối có người nào phòng người đó vẫn ngủ. Chiều sáng bò lên là bò xuống là bò lên không mấy mà. Không có đâu, mình phải dựng sức nha. Sáng bò đầu mình khui bia. Ok nè, bữa chiên thôi. Chiên thôi. Phi lê đeo một cái xong rồi sốt cái gì đó ăn ngon cũng được. Bất cạn. Chiên ấy lên ngon. Có không với tôi? Tóm lại không được hấp đâu. Các bạn nãy giờ ăn tôm, sò, nghêu, ốc hến, bây giờ làm miếng chim cút coi. Lâu quá mà làm miếng chim cút ha. Chưa? Còn không? Còn nhiều không? Không mà thì... Cái đó mình thấy được, cái đó mà mình... kho với chiên mà chiên sùng một vô cuốn bánh tráng cho mắm nêm ok. Mà thịt nó dai mà. Và làn gió nó